Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Tuấn Medical. Thưa quý vị và các bạn, khi thời tiết thay đổi thì các bệnh lý về đường hô hấp sẽ ngày càng gia tăng, và việc mà chúng ta trang bị cho mình một cái máy xông khí dung tại nhà sẽ là một cái sản phẩm phù hợp để chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe của đường hô hấp cũng như là giúp bảo vệ sức khỏe của những người thân trong gia đình của mình một cách an toàn và cũng như là thuận tiện, tránh trường hợp phải đi lại đến bệnh viện quá nhiều. Và sản phẩm ngày hôm nay mà Ngọc Uyển sẽ giới thiệu đến cho bạn đó chính là máy xông khí dung NetEasy của hãng BioHealth. Đây là một thương hiệu của Úc, và máy này sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm. Đây, chúng ta sẽ thấy là trên hộp có ghi rõ là cái thời điểm bảo hành máy là 3 năm ạ. Và bây giờ thì Ngọc Uyển sẽ mở hộp ra để chúng ta xem bên trong máy có những gì ha. Bên trong sẽ có một bộ phụ kiện đi kèm, đầu lọc. Và một máy ạ. Đây là máy xông khí dung của chúng ta. Trong hộp còn có là một phiếu bảo hành và một cuốn sổ hướng dẫn sử dụng. Máy thì chúng ta sẽ có cái đầu ra và chúng ta sẽ cắm ống dẫn vào đây. Và đây là cái phần chứa đầu lọc. Sau một thời gian sử dụng thì chúng ta phải thay cái miếng lọc này. Và đi kèm theo máy là chúng ta được tặng kèm 5 cái miếng lọc. Đây là công tắc máy. Và dây điện để cắm vào nguồn điện khi sử dụng. Bộ phụ kiện đi kèm sẽ có là cốc đựng thuốc. Đây là đầu ống xông bằng miệng ạ. Đây là ống xông mũi. Mặt nạ xông thì sẽ có là một mặt nạ cho người lớn và một mặt nạ cho trẻ em. Đây là mặt nạ của trẻ em. Và đây là mặt nạ của người lớn. Cho nên là với cái máy xông khí dung này thì chúng ta có thể sử dụng được cho người lớn và trẻ em luôn. Đi kèm đó sẽ là ống dẫn khí. Một đầu thì chúng ta sẽ cắm vào máy. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm vào phần cốc đựng thuốc. Đây là hai dây để khi mà chúng ta sử dụng đeo mặt nạ để xông mũi và họng thì chúng ta sẽ sử dụng. Như chúng ta có thể thấy thì máy xông khí dung BioHealth NetEasy này được thiết kế rất là nhỏ gọn, cho nên là sẽ thuận tiện để mang theo nếu như mà gia đình bạn có việc phải đi về quê hoặc là đi du lịch. Ngoài ra thì máy được trang bị hai mặt nạ, cho nên là thích hợp sử dụng được cho người lớn và trẻ nhỏ, rất là tiết kiệm về kinh tế. Dung tích của cái cốc đựng thuốc này thì chứa tối đa là 13 ml, do đó là bạn có thể đựng được nhiều thuốc xong mà không cần phải đổ thêm thuốc nhiều lần. Và trên máy thì chỉ có một cái công tắc điều khiển, cho nên là máy được sử dụng rất là đơn giản.
Và cơ chế hoạt động của máy là 30 phút hoạt động, 30 phút nghỉ. Cho nên là sau cái thời gian xong tối đa là 30 phút thì chúng ta cần phải cho máy nghỉ 30 phút để sau đó thì mới sử dụng tiếp cho lần xong tiếp theo. Và hoạt động của máy rất là hiệu quả và an toàn. Máy sẽ tạo ra một luồng không khí di chuyển vào cái ống thông này và đến máy phun xương. Khi không khí đi vào máy phun xương, nó sẽ chuyển đổi thuốc từ trong cái cốc này thành hơi xương khí dung để cho người bệnh có thể dễ dàng hút qua đường mũi. Và tốc độ xông trung bình là từ 0,2 mm một phút, kích thước hạt xương mịn từ 1,5 đến 10 micron, cho nên là dễ dàng tác động vào hệ thống niêm mạc, cho nên người bệnh sẽ dễ dàng hô hấp hơn. Và bộ sản phẩm này như Ngọc Uyển nói là đi kèm là sẽ có ống xông miệng, ống xông mũi và hai mặt nạ. Cho nên là tùy theo nhu cầu của người dùng thì chúng ta có thể là thay đổi cái phụ kiện đi kèm cho phù hợp. Tiếp theo thì Ngọc Uyển muốn chia sẻ đến cho các bạn một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng máy xông khí dung tại nhà. Đó là đối với những loại thuốc kháng sinh để xông á, thì quý vị cần phải thuốc kê toa của bác sĩ, chứ chúng ta không nên tự ý mua. Ngoài ra thì mỗi lần xông thì nên kéo dài từ 5 đến 10 phút, chứ không nên sử dụng quá lâu. Và khi mà trước khi xông á, thì chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi từ 40 đến 60 phút để cho cái cơ thể của chúng ta được thoải mái. Và khi xông thì bệnh nhân cần phải ngồi thẳng, tư thế thẳng lưng. Còn đối với những trường hợp bắt buộc người bệnh phải nằm thì chúng ta phải kê gối cao, chứ không nên nằm ngang mà sử dụng máy luôn. Trước khi xong thì chúng ta cần lưu ý là phải vệ sinh những cái phụ kiện đi kèm cũng như là cốc thuốc sạch sẽ để tránh trường hợp là có những cái vi khuẩn, nấm mốc hoặc là thuốc còn tồn động của những lần xong trước. Vừa rồi thì Ngọc Uyển đã giới thiệu cho quý vị một cái dòng máy xông khí dung mới, đó là máy xông khí dung NetEasy của hãng BioHealth. Hy vọng với chia sẻ vừa rồi của Ngọc Uyển thì quý vị sẽ có thêm một cái sự lựa chọn cho gia đình mình trong việc là trang bị một cái thiết bị rất là cần thiết khi mà nhà có người già hoặc trẻ em gặp vấn đề về đường hô hấp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video vừa rồi. Nếu như mà quý vị cần thêm những thông tin về sản phẩm thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Ngọc Uyển qua số hotline là 02543 921 527. Ngọc Uyển luôn sẵn sàng để hỗ trợ cũng như là giải đáp những thắc mắc của các bạn. Cảm ơn quý vị và xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.